và đường giữa cũng có thể sử dụng đấu sĩ. Thì đây sẽ là một cái meta đang rất ủng hộ cho DK, đặc biệt là trong trường hợp mà họ còn có cả Death, một người chơi xạ thủ mà với kinh nghiệm của anh ta thì việc đánh cánh yếu là không quá khó khăn. Còn qua ván đấu này thì Nông Sim đã quyết định đổi bên, họ sẽ chọn bên phía đội 2 để bắt đầu vào đằng cấm chọn. Vâng, và để xem là việc đổi bên nó ảnh hưởng như thế nào tới cấm và chọn của cả Nông Sim lẫn cả Diplosca nữa. Diplosca thì họ vẫn khởi đầu là con bài Poppy, một lượt cấm mà họ đã cấm ở tại ván thi đấu trước để nhắm tới người chơi rừng đối phương. Còn Nông Sim ở phía đội 2 thì họ quyết định cấm đi con Tristana, một con bài mà họ cũng đã cấm ở ván đấu trước để tránh những cặp đôi Tristana hay Ivor xuất hiện. Ở trong ván đấu thứ nhất thì Nông Sim đã không ưu tiên cho rừng. Họ chọn rừng khá là trễ và nó là tiền đề để cho bên phía của DK họ đã cấm rất là nhiều rừng ở trong ván đấu thứ nhất. Tổng cộng là họ cấm được tới 4 rừng thì phải ở trong hai giai đoạn của cấm chọn. Thì bây giờ bên phía của Nông Sim có thể họ sẽ điều chỉnh là chọn rừng sớm hơn chẳng hạn, để cho CV có được những cái lựa chọn ổn hơn trong khoảng thời gian ban đầu. Còn DK thì sau ván đấu vừa rồi thì Jiwoo sẽ không thể nào có được Zeri nữa. Một ván đấu không tệ của Jihu với Zeri, tuy nhiên thì bước vào những tình huống giao tranh tổng, Diplosca giữ vị trí quá tốt và khoảng trống để Jihu có thể được xả sát thương với Zeri nó bị hạn chế rất nhiều, đặc biệt là tại tình huống rồng ngàn tuổi cuối cùng của ván đấu. Lực cấm tiếp theo mà bên phía Nông Sim đưa ra tiếp tục nhắm tới khung đường giữa của Showmaker với việc loại bỏ đi LeBlanc giao điện của anh ta. Hai ván thi đấu thì Nông Sim đều ưu tiên hai lực cấm này dành cho đường giữa bên phía Diplosca. Và trong ván thi đấu này thì họ có thể sẽ cần phải cân nhắc cấm thêm Nico khi ở bên phía đội 2. LeBlanc, Tristana, những lực cấm đường giữa, DK sẽ loại đi Azir. Với những cái lực cấm này thì nó sẽ mở đường cho, nếu mà thực ra bên phía của DK muốn chọn trước con dây bên phía đội 1 ở lực lựa chọn đầu tiên cũng không phải là quá tệ. Hoặc là họ có thể khởi động một cách an toàn hơn sau khi Nông Sim sẽ cấm Nico, tôi nghĩ là như vậy. Tại vì Nico là con tướng mà bên phía DK có thể sử dụng ở hai vị trí, không cấm dây rồi, như vậy cấm dây thì DK có thể khởi đầu bằng Nico nè. Để xem là Nico có được khóa vào trong phía Diplosca hay không. Đó thực ra vẫn là con bài hai lane mà hiện tại cả Cannon, cả Showmaker đều có thể vận hành được. Còn bên phía Nông Sim thì họ sẽ ưu tiên gì đây? À, như vậy là ván đấu đầu tiên thì còn hở ra con Vi không được cầm. Thì đây là vị tướng đi rừng khá là mạnh. Tất nhiên là Cannon vẫn muốn hướng tới những vị tướng đi rừng tấn công như vậy. Nhưng đây cũng là con bài phần nào đó họ lấy đi khỏi tay của Sevi. Tỷ lệ thắng của Vi là 56%. Với một cái việc xuất hiện nhiều trong giai đoạn cấm chọn như vậy thì tỷ lệ thắng 56% cũng là tỷ thắng khá tốt. Nông Sim thì không muốn bên phía DK có một cái combo V với Annie, combo rất là dễ chơi và dễ mở. Thì họ sẽ lấy Annie cho riêng mình và sẽ tiếp tục hướng tới một cái lựa chọn nữa. Nếu đánh Annie ngủ không là một cái kèo rừng khá cũ nhưng có thể được vận hành một cách khá là đơn giản dành cho Nông Sim. Dễ chơi, dễ trúng luôn, không cần thắng đường gì cả. Hoặc là bây giờ họ có thể lựa chọn một xạ thủ an toàn như là Kai'Sa chẳng hạn. Tất nhiên là Kai'Sa hiện tại đang là một xạ thủ đánh cánh yếu khá ngon, nhưng bên phía của Nông Sim lại hướng tới Sayya. Với áp lực là họ có thể sẽ có được cả Seiya lẫn Rakan ở tại ngay tại phase 1 của ván đấu. Còn để xem phía Diplosca họ có khóa vào Nico đứng giữa cho Showmaker hay không đây. Tôi nghĩ chắc là có, tại vì con tướng này thật ra vẫn rất là mạnh. Và khi kết hợp được với bạn, hai bên đều đang có những cái combo mạnh, nhưng tôi nghĩ là DK đang có những cái combo mạnh hơn. Họ đang có những vị tướng về mặt chất tướng là tỷ lệ thắng nó khá là cao. Với Nico đã được khóa vào, Kana đang là người được quyền lựa chọn. Anh ta đang phân vân giữa Aatrox với lại Jax và anh ta quyết định lấy Jax một lần nữa. Như vậy là đội hình của DK đã xong luôn cánh trên rồi. Có lẽ là đây là một thời điểm mà các đội tuyển tại LCK sẽ có nhiều đội hướng tới việc cấm chọn ưu tiên cánh trên trước. Còn đường dưới sẽ là những đường dưới tự chơi và đánh an toàn hoặc là hỗ trợ cho cánh trên với những Varus hay là Kai'Sa có khả năng hoạt động tầm xa và dọn lính một cách an toàn dọn đi đường. Viego vẫn còn, đây cũng là một vị tướng đi rừng kết hợp cùng với Annie rất là áp lực trong khoảng thời gian ban đầu. Sát thương có, hiệu khống chế có đến từ cặp đôi bên rừng bên phía của Nông Sim. Và Viego cũng là một vị tướng rất là thuận tay của Selvi. Ván thi đấu trước thì anh ta bị cấm. Ván thi đấu này được hở ra thì anh ta lựa chọn luôn ở tại phase 1 và chấp nhận đối phương có thể cấm đi Rakan của Peter ở tại phase cấm thứ 2. Con Varus thua đường nhưng có tác dụng của Death đã bị cấm. Nông Sim còn một lượt cấm nữa nếu như họ muốn tiếp tục hướng tới việc hạn chế bộ tướng của Death. Còn việc cấm đi Rakan là điều mặc định rồi. Làm sao để cho đối phương có Annie, Sayya, Rakan một cách dễ dàng đến như vậy được. DK đã loại đi một con tướng Peter vừa đánh tương đối thành công ở trong ván đấu thứ nhất. Còn Nông Sim sẽ là người phải đưa ra quyết định lượt cấm cuối cùng của mình. Một xạ thủ nữa, như vậy là Varus, Kai'Sa đã bị cấm. Sayya không còn, Zeri không còn. Câu hỏi đặt ra lúc này là Dep sẽ dùng vị tướng xạ thủ nào khu vực đứng dưới để có thể đi đường cùng với Sayya của Jihu đây. Nếu như quay về những lựa chọn carry như Aphelios cùng với Milio thì nó sẽ hơi nguy hiểm một chút ở tại meta này. Sẽ không có nhiều khoảng trống để Cannon lên khu vực cánh trên để hỗ trợ cho Kana hay là Showmaker. Và lựa chọn dành cho bên phía Nông Sim sẽ là Kusante khu vực đứng trên dành cho DNDN trong cái đấu gặp Jax của Kana. Rell thì không còn dành cho Bible nữa, nhưng hỗ trợ mở thì còn rất nhiều. Và Dep trong ván thi đấu này thì anh ta đang bắt buộc phải đánh cánh yếu. Một con Zeke được khóa vào dành cho Dep để đánh thủ khu đứng dưới rồi. Zeke và Leona
combo này là Bible muốn đi đâu đi. Dev ở dưới thì Dev sẽ cố gắng là đẩy lính đối phương mà băng trụ quá là Dev quăng rờ để phá lính, Dev chạy. Thế thôi. Như vậy là đây chính là cách mà DK đã chơi năm 2020-21 đi đúng bài rồi đó, vô bài rồi đó. Chỉ thay Bible bằng Barrel và thay Dev bằng Ghost mà thôi. Những cái combo rất thường thấy của đường dưới bên phía D+KA ở trong quá khứ thời Damwon. Còn Alistar sẽ là lựa chọn hỗ trợ dành cho Peter trong ván thi đấu này. Một hỗ trợ cũng có khả năng đảo gank và hỗ trợ hiệu khống chế trong teamfight rất là ổn đến từ hỗ trợ của Nông Sinh Red Force. Như vậy thì chúng ta không hề khó để có thể đoán được cái khởi đầu vòng rừng của Canyon sẽ là như thế nào. Ở trong ván đấu này, mục đích của anh ta sẽ tiếp tục giống như ván đấu thứ nhất là sẽ giúp cho Kana sanh hết mức có thể. Thì tôi nghĩ đã đến lúc CV cũng phải điều chỉnh. CV cũng sẽ phải thay đổi cách đánh của mình. Ở trong ván đấu trước anh ta đánh xuống dưới thì vẫn có hiệu quả nha. Zibu thắng triệt để ở giai đoạn đầu ván đấu và anh ta rất là xanh. Nhưng chúng ta cũng đã thấy rồi, vừa rồi thì bên phía DK vẫn cho Kana carry được. Thì bây giờ CV tôi nghĩ là nên lên cánh trên, tại vì xuống gan con xích cũng chẳng đây làm gì. Vâng, đúng là như vậy. Và việc dồn tài nguyên cho xạ thủ tại thời điểm này thì cái mức độ carry của xạ thủ nó cũng đã bị giảm đi tương đối đáng kể so với những phiên bản trước. Không còn là những Aphelios hay là Jinx hay là Zeruyumi để bạn có thể gánh đội một cách triệt để giống như khoảng thời gian trước đó nữa. Và việc chênh lệch ở khu vực cánh trên bản đồ nó thực sự đã tạo ra những chênh lệch rất lớn ở trong ván thi đấu đầu tiên. Cụ thể thì khi mà Kana có lợi thế cùng với Showmaker vẫn có được một đoạn đường an toàn thì khả năng kiểm soát giao tranh của họ ở tầm xa với Zay hay là Jack ở ván thi đấu đầu tiên rất là thành công. Thì ván thi đấu thứ hai chắc chắn là Nông Sim sẽ cần phải có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật để tránh tình huống giống như ván đấu đầu tiên nó lặp lại. Đơn giản thôi, xác định vòng rừng từ phía dưới đi lên và có cái điểm cuối của vòng rừng ở khu vực cánh trên, cắm con mắt cho đường trên của mình. Tại vì kèo đấu chắc với lại đặc biệt trong cái kèo đấu này thì sẽ không có nhiều lợi thế lắm dành cho DNDN ở trong khoảng đi ban đầu với sức mạnh của con Jack này. Thì việc có được cái khả năng hỗ trợ nó sẽ rất là quan trọng. Chưa kể là cái cặp đôi Jack với lại V là một cặp đôi mà băng trụ rất là dễ. Cái lượng CC mà họ tung ra sẽ không học được. Ít nhất thời điểm này thì vẫn còn đó là một Cersante, một chất tướng cũng rất là thuận tay của DNDN. Ở tại một giải trước thì anh ta gần như là Boy on Charm, Cersante cùng đứng trên rất nhiều đội tuyển đối đầu cùng với Nông Sim đã bắt buộc phải cấm đi con bài này. Thời điểm này sức mạnh của Cersante không còn như ở mùa xuân nữa, nhưng ít nhất nó vẫn là một con bài ổn khu vực đứng trên để đối đầu cùng với Jack. Mặc dù chất tướng không hơn, nhưng nếu như có được những sự hỗ trợ tới từ Selvi với Viego, anh ta có thể tạo ra một thế trận khác so với kèo đấu giữa Aatrox và Jack trong ván đấu đầu tiên. Chúng ta bước thẳng vào ván đấu thứ hai với tình huống thả bom đầu tiên của Dev đã bị né khá là dễ dàng bởi Siwu phía bên kia. Bible cũng đang giữ vị trí để đảm bảo sự an toàn ở trong khoảng thời gian ban đầu này mà thôi, để coi là có ai đi cắm mắt hay không. Fistar sẽ di chuyển vào cái bụi cỏ đó và Bible lui nhẹ về cánh trên, thì đó là hướng đứng của Canyon nha. Canyon vẫn có dấu hiệu là anh ta đứng ở phía cánh trên. Một chút xíu đổi vòng rừng của Canyon không? Đánh vòng rừng khởi đầu từ trên nhưng mà sẽ cắt ngang để chuyển xuống dưới và sau đó kết thúc ở trên lại. Có vẻ là Sylvie cũng sẽ ăn từ khu vực cánh trên xuống thì phải. Với vị trí đứng hiện tại đến từ người chơi đường bên phía của Nông Sim thì anh ta sẽ khởi đầu từ khu vực bùa đỏ trước. Có thể là solo bãi chim hoặc là có thể solo bùa đỏ trước đến từ Sylvie. Còn Canyon thì cũng có một hướng đi tương tự như vậy. Họ xác định là trong khoảng thời gian ban đầu, 3 cấp độ đầu có vẻ là hơi khó để tấn công lên khu vực đứng trên. Và họ muốn tấn công xuống khu đứng dưới nơi mà có những chất tướng kém cơ động hơn. Với Viego và V thì đều là những chất tướng hỗ trợ về mặt hiệu khống chế rất là tốt dành cho cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của cả hai bên. Và cả hai hỗ trợ trong ván thi đấu này cũng có hiệu khống chế. Hai xạ thủ thì một bên là Zik, một bên là Saya. Thiết địch kiếm, trúng. Nhưng mà Q của Dev lại quăng trước rồi. Tình huống phối hợp không thực sự tốt lắm của bên phía DK. Lẽ ra là Dev có thể đợi cái thiên đỉnh kiếm đó rồi sau đó là ta tung Q, nhưng mà Dev tung Q hụt xong rồi Bible mới tung thiên đỉnh kiếm. Cho nên cái pha phối hợp vừa rồi nó chỉ mang cái tính chất áp lực. Dù gì thì cũng giúp cho bên phía của DK kéo máu Zhu thêm một nhịp bởi đòn đánh thường của Dev. Vâng, và đứng dưới giao tranh liên tục thì rõ ràng là điều mà cả hai bên đều đang hướng tới. Và vì vòng rừng của cả hai bên đều xuống cánh dưới nên là việc đứng dưới bên nào có được lợi thế cấp độ cùng với khả năng đẩy đường trước sẽ hỗ trợ trong việc kiểm soát cua rất là tốt. Đội 2 thì đi kiếm lại trúng, nhưng vừa rồi thì pha phản xạ rất nhanh của Peter. Tuy nhiên một pha đặt đúp cũng khá là hay của Dev, trúng cả hai người. Lượng sát thương gây ra trong khoảng thời gian ban đầu của DK ở khu vực đường dưới đang rất là ổn, và thậm chí là họ không kém về cái khả năng đẩy đường nữa. Dev vừa rồi thả quy rất tốt nha. Bắt đầu Zhu phải bấm máu rồi, rất áp lực. Zhu đã phải khởi đầu bằng trường kiếm ba bình máu trước khả năng cấu gì ở đến từ Dev phía bên kia, và anh ta đã phải dùng cái bình đầu tiên rồi. Lại trúng, chất lượng thật. Wow, mất máu nhiều, mất tốc biến luôn, biến luôn. Bộ đôi đường dưới của DK mặc dù là đội hình đánh cánh yếu nhưng mà Bible trúng hết chiêu, thiêu đốt Jiwoo nằm luôn, xuất sắc cực kỳ. Bible có một khởi đầu trong mơ. Còn đứng giữa thì là tình huống đổi tốc biến giữa Showmaker cùng với Fiesta. Đây chắc chắn là bất lợi dành cho Selvi vì vòng rừng của anh ta đã bị chậm đi tương đối đáng kể sau tình huống tấn công thất bại vừa rồi.
và sẽ là một lợi thế về mặt vòng rừng dành cho Cannon với tốc độ đi rừng được coi là nhanh hơn hẳn một bãi quái rừng tại thời điểm này. Và đứng dưới với tình huống đua cứu thành công tới từ Bible cùng với Dev thì tất nhiên là cua dưới sẽ có áp lực rất là lớn dành cho Cannon rồi. Hoặc là thậm chí từ lính này đẩy về thì liệu rằng Dev có muốn dịch chuyển lại ngay lập tức hay không? Thực ra là cua trên vẫn còn ở đó mà thôi, vì cái tốc độ đi rừng đến từ Selvi thì anh ta sẽ không thể nào có một vòng rừng hai cua được. Và một pha đùa kêu cho thấy được lý do vì sao mà Bible đang là người đánh chính ở trong đội hình bên phía Diplus kìa. Vậy đúng là cái meme mà có Barrel ở nhà thật. Đúng ở nhà, ở sau sân nhà vác lên trên đánh đúng thật. Cũng đánh con Leona này luôn. Leona cũng là một con tướng cũng đã đem lại cái trang phục. Barrel đã chọn làm trang phục, mặc dù là Leona thì thực ra nó mang tính chất waifu nhiều hơn khi mình ta chọn. Nhưng mà một khởi đầu như trong mơ luôn, đánh đúng bộ tướng đó vẫn có được thành công, không cần rừng xuống có dual kill. Xạ thủ đối phương vừa mất đi hai phép bổ trợ, mất luôn một đợt lĩnh rất là to. Vâng, và như vậy quyết định của Ken là lên ăn cua trên để Dev có thể tiết kiệm cú dịch chuyển. Anh ta sẽ đi bộ ra đường với lợi thế là một tình huống tham gia hạ gục ở chiến công đầu. Một pha tính toán cũng rất tốt từ Bible khi anh ta quyết định đầu tư tốc biến của mình để tiếp cận với tình huống làm choáng. Và sau đó khi đối phương mất thanh tẩy, anh ta mới dùng cái thiêu đốt của mình. Và bên phía bên kia thì Peter đã dùng tất cả những kỹ năng hỗ trợ của mình để có thể hỗ trợ cho anh chàng Jihu trong việc rút lui. Nhưng bất thành. Lại nữa hả? Khó chịu không? Dev cũng ném kỹ năng định hướng bắt đầu ghê nha. Những cái cú đúp của anh ta, Q thì nãy giờ là tỷ lệ trúng cũng phải là 100%. Nhưng mà những cái đúp của anh ta rất là chí mạng. Trong cái tình huống đua kill đó thì Dev đã sử dụng hai cái đúp trước đó đều thành công. Còn ở khu vực giữa, việc đổi tốc biến giữa Showmaker cùng với Fiesta thì nó chưa thực sự ảnh hưởng quá nhiều đến kẻ đấu giữa Annie và Nico. Khả năng farm là tương đối giống nhau đến từ Fiesta cùng với Showmaker trong khoảng thời gian ban đầu. Cả hai đường giữa đều sẽ hướng tới cấp độ 6, còn đường dưới tân lính đẩy cao đến từ Jihu cùng với Peter. Và họ sẽ phải xử lý tân lính này như thế nào đây? Ít nhất thời điểm này thì Cannon vẫn ở cánh trên, chưa phải là áp lực ngay lập tức xuống cánh dưới. Nhưng thời điểm mà khi Cannon xuất hiện tại khu vực đường dưới thì áp lực này sẽ là rất lớn dành cho Jihu cùng với Peter và ảnh hưởng trực tiếp tới con rồng nguyên tố đầu tiên nữa. Bible thi đấu đúng áp lực thật, đứng trước mặt đối phương dùng tốc biến ma thuật áp lực đẩy Jihu về. Và bây giờ thì anh ta sẽ lưỡng mắt ở đường dưới của bên phía Nông Sim trong khoảng thời gian này sẽ tương đối hạn chế, tại vì họ chỉ còn một mắt vật tổ mà thôi ở trên người của Jihu. Và anh ta sẽ phải cân nhắc xem là cắm ở đâu để còn phòng ngự được ở cả khu vực sông nữa. Thì nếu như để con Leona chiếm được bụi thì cực kỳ khó chịu cho bên phía Nông Sim để chống đỡ những pha thiên đỉnh kiếm từ bụi ra. Đường trên là một khu vực đường hoàn toàn không có tác động tới từ cả hai người chơi rừng. Và hiện tại thì kẻ đấu cũng đã được kiểm soát rất là tốt tới từ DNDN. Ở trước cấp độ 6 thì anh ta không hề farm thua so với Kana. Và thời điểm mà anh ta có được cái chơi khô máu thì đây là một kỹ năng Odin rất mạnh đến từ đường trên bên phía con Nông Sim Red Frost. Hai người chơi rừng toàn tâm toàn ý đánh xuống cánh dưới trong ván thi đấu này. Và để xem là con rồng nguyên tố đầu tiên sẽ được bên nào kiểm soát tốt hơn. Mắt kiểm soát đã có đến từ bên phía Nông Sim tại khu vực hang rồng, nhưng họ chỉ để lấy tầm nhìn và lấy thông tin cho tình huống đối phương có định khởi động nó mà thôi. Còn việc tiến ra chủ động tấn công thì nó sẽ là điều hơi khó cho Nông Sim tại thời điểm này. Đợt lính này nguy hiểm quá, cho nên là nãy giờ thì Jiwoo lúc nào cũng phải đứng an toàn. Nhưng mà Kenyan đang di chuyển xuống, anh ta đã đứng ở bụi cỏ chặt 3 nhưng mà mới chỉ cấp độ 5 mà thôi. Trong khi đó thì với lượng sát thương lên quái khủng tốt, Sylvie đang có ý định tổ chức một pha ăn rồng một mình, không hề có thông tin gì cả. DK cũng không ở thế, tại vì nãy giờ bộ đôi đường dưới họ đang dẫn lính về gần trụ, cho nên là họ phải chấp nhận việc là đối phương có thể kiểm soát được rồng. Mặc dù cấp độ 6 đã có đến từ cả hai đường giữa, nhưng lúc này Diplusia đánh giá rằng việc giao tranh với Nico và Annie thì Annie vẫn là vị tướng có sự chủ động cao hơn. Chưa phải thời điểm mà Showmaker có khả năng make play tốt khi chưa có được đai tên lửa Haystack, và quyết định của họ là buông bỏ con rồng nguyên tố đầu tiên để giữ áp lực đi đường dành cho Dev cùng với Bible. Và họ sẽ đánh mạnh xoay quanh những con sứ giả, một ván đấu khác hoàn toàn so với ván đấu đầu tiên. Đúng chính là cái lối chơi thiên hẳn về cánh trên của bên phía DK rồi. Bây giờ thì cái điều mà họ cần phải làm đó là việc Bible sẽ đạt được cấp độ 6 ở thời điểm sứ giả ra để có thể đem lại một cái lợi thế toàn diện, tại vì chắc chắn Peter sẽ không thể nào cấp độ 6 được. Anh ta đã bị thua ở trong cái tình huống đùa kêu đó và anh ta đang ở cái ngưỡng, anh ta vừa mới lên cấp 5 bây giờ thôi. Còn Bible đã di chuyển rồi, nhưng mà lượng kinh nghiệm của Bible hiện tại vẫn đang khá là ít nha. Chưa phải là thời điểm mà anh ta có được cấp độ 6, tuy nhiên thì anh ta đang đi chung với Cannon để xâm lăng bùa đỏ của Selvi, người vừa mất một chút thời gian trong việc dọn dẹp con rồng nguyên tố cánh dưới. Và sau bùa đỏ này thì Cannon sẽ có cấp độ 6 dành cho Vi, và cấp độ 6 với một cái tà sư hữu đột chắc chắn sẽ là một hiệu khống chế rất khó chịu dành cho bên phía của Nông Sim Red Frost. Và pha này nếu như Selvi không đủ tỉnh táo bước sâu vào phần rừng bùa đỏ bên phía Nông Sim, anh ta có thể là mục tiêu được chọn. Tôi nghĩ đã phải có thông tin rồi đúng không, cho nên là Selvi ra thi đấu cũng tỉnh. Và Bible băng trụ không? Lượng máu này của DNDN khá thấp nha. Nhưng mà quyết định là không. Đánh giống thật. Hỗ trợ đánh Leona di chuyển ra Minh Trung với rừng lên cánh trên tạo áp lực.
Và đây là một tình huống Dep đã có được một khiên trụ tại khu vực đường dưới. Sự an toàn tới từ tầm hoạt động của Zik sẽ cho Dep một khu vực đường rất là an toàn và cực kỳ khó để bên phía Nông Sim có thể khai thác vào vị trí này. Pha cấu rỉ và ăn lính từ xa đến từ Dep rất là trọn vẹn và thậm chí ngưỡng máu mà Zihu vừa mất đi đó là khoảng chừng gần nửa cây. Còn đường trên với áp lực lớn đến từ bộ 3 bên phía Diplosia thì DNDN đã phải bỏ nguyên một tên lính cùng với một khiên trụ dành cho Kana. Và con sứ giả thì tất nhiên rồi, bên phía Diplosia đã bắt đầu triển khai nó một cách dễ dàng. Và họ đúng là đã bỏ rồng để ăn sứ giả thật. DK chờ ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng thì sau rất nhiều phiên bản 13.14 thì cái lối chơi quen thuộc, lối chơi đã đem lại cho DK cái chiếc vô địch thế giới và những lần vào chung kết các giải đấu quốc tế sau đó đã quay trở lại. Vấn đề chỉ là cái sự ổn định của bên phía DK trong những trận lớn mà thôi. Chứ những cái trận đấu này thì coi như cũng chỉ là tập dượt để có cái cách mà DK vận hành. Còn thực sự khi mà họ phải đối mặt với những đội nhóm trên, cụ thể là nhóm của KT, Genji và T1 khi có Faker thì là điều mà chúng ta còn phải chờ đợi xem DK làm như thế nào. Kenyan chắc chắn sẽ phải buông bỏ cái bùa đỏ này rồi. Anh ta sẽ không đủ tầm để cạnh tranh trừng phạt với người chơi rừng đối phương và anh ta cũng không có trừng phạt để cạnh tranh nữa. Những gì anh ta đang cố gắng làm là giải quyết quái rừng tại khu cánh dưới, ta áp lực với con sứ giả. Anh ta vẫn đang còn cú chiêu cuối chưa dùng bất kỳ một lần nào ở trong ván thi đấu này, còn đứng giữa thì đó là pha chấp nhận bung chiêu cuối đến từ Fiesta để lấy máu người chơi đứng giữa đối phương. Dep vẫn làm cực kỳ xuất sắc. Dep và Bible sau cái lợi thế trong khoảng thời gian ban đầu thì những cái nhịp đẩy của Dep và cái lượng trang bị có được sớm đang giúp cho Dep đẩy cực kỳ rác và nó khiến Jiwoo luôn luôn phải phòng ngự khá là cực khổ ở trong khu vực gần trụ của mình. Thì nhưng mà bây giờ vấn đề là khi mà muốn tìm đường xuống, CV chưa tìm được đường xuống nha. Tại vì những pha cắm mắt từ bên phía của DK xung quanh khu vực đường dưới vẫn đang khá là tốt. Bible vừa lên được cấp 6. Anh ta đang có một cái nhịp di chuyển vào khu vực rừng của đối phương để cắm mắt. Di chuyển rất sâu, rất rộng. Và lượng máu mất của Jiwoo với lại Peter nhiều quá. Vừa rồi Dep thảy luôn cú chiêu cuối siêu bao địa ngục để cấu rỉa cặp đôi xạ thủ cho đối phương. Và thực sự là Jiwoo đang có một ván thi đấu rất ngợp với những tình huống quăng bom tầm xa đến từ Dep. Và mặc dù đã hướng tới một cái bình thuốc tái sử dụng để đi đường với khả năng phục hồi liên tục của nó, tuy nhiên thì nó vẫn là không đủ trước khả năng thi đấu với những kỹ năng định hướng của Dep cùng đường giữa. Đó là pha bắt buộc phải tốc biến tới từ Fiesta sau khi anh ta nhận một cái thái dương Asan bị làm chậm và phải tốc biến để né xoắn chói cũng như giữ máu để giữ trụ ở khu đường giữa. Pha di chuyển Raming lên khu cánh trên và không hề tiếc chiêu cuối tới từ Bible. Và lợi thế của họ vẫn đang có ở tất cả các khu vực đường. Về tiền thì trước đó chúng ta theo dõi là đường nào bên phía của Diplo cũng đang hơn. Có vẻ như là cái tuần thi đấu vừa rồi Keo Linh quay trở lại với đội hình xuất phát, chắc là khoảng thời gian đó là bên phía DK bắt Bible ngồi xem lại VOD năm 2020-2021 học cho nó chuẩn bài. Và ở trong ván đấu này thì Bible thực sự đang đánh rất chuẩn bài Barrel. Sau đó thì Kenyan có một pha lao lên đường trên hỗ trợ cho Kana. Sau đó thì họ có được điểm hạ gục nhưng trụ bắn Kenyan. Đó là một tình huống mà trụ đã bắn Kenyan. Mạng được nhường lại cho Kana và tất nhiên là tình huống 1-1 vừa rồi thì Diplosia sẽ lời những lớp khiên trụ và họ lời hẳn một cánh đầy lẻ với một con Jack đang được đầu tư tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn vừa qua. Trước đó thì con sứ giả được Kennen đầu tư ra khu đường giữa. Và với Zik trong đội hình mà họ kiểm soát thêm một con sứ giả nữa thì nhiều khi là cái trụ mùa 1 đường dưới và trụ mùa đường giữa bên phía Nông Sim có thể sẽ nằm xuống cực kỳ sớm. Chúng ta sẽ xem lại pha tấn công của Kennen lên cánh trên. Đối phương đã bị làm choáng trước mà thiếu một sát thương, một nhịp sát thương từ bên phía của DK khiến cho cái lượng số hit trụ bắn Kennen nó hơi nhiều hơn so với lại kế hoạch của DK. Đúng là tình huống còn một chấm máu đến từ DNDN với cú chiêu cuối để anh ta gây ra trước khi anh ta lên bản đếm số đã khiến cho người chơi rừng bên phía Diplosia bắt buộc phải trả mạng. Nhưng như đã nói thì tình huống trao đổi vừa rồi bên phía Diplosia không phải trả giá bằng ngợp chịu. Zio ngợp thật sự rồi, thua lính rất nhiều, mất rất nhiều máu trụ và vừa rồi anh ta đã phải đầu tư cú chiêu cuối để đổi chiêu cuối với Zik. Thì tất nhiên là việc đổi chiêu cuối như vậy Diplosia sẽ là những người có được áp lực lớn hơn tại con rồng 14 thứ hai. May là đã cấm đi con dây á, chứ cái combo này mà đúng là con dây đường giữa nữa là nó vô thế lắm luôn á. Bạn sẽ bị mất nửa cây máu từ hai màn hình. Nông Sim đang tổ chức pha tấn công nổ hoa được kích hoạt, nó trúng khá là nhiều người và do đó thì lượng sát thương DK gây ra là cực kỳ nhiều. Họ đang tìm kiếm được những điểm hạ gục liên tục. Phim này Jiwoo bắn liên tục vào Dep nhưng Dep có pha W rất hay và Jiwoo không còn năng lượng nữa. Còn ở khu vực đường giữa thì họ cũng mất luôn Fiesta, double kill dành cho Kenyan. Jiwoo hết năng lượng, anh ta cũng không dám tốc biến lên để chơi với Dep bởi vì Dep vẫn còn tốc biến. Bible đang tiếp cận, nhìn về phía đối phương, ép luôn tốc biến của đối phương. Một pha cố dướn để cạnh tranh con rồng nguyên tố đến từ bên phía của Nozim Red Frost và cái giá phải trả là tương đối đắt. Họ không chỉ mất rồng mà họ còn mất rất nhiều mạng gục vào tay đối phương. Đó là một pha giao tranh mà rõ ràng là Jiwoo đã không đóng góp được gì nhiều về mặt sát thương cho đội bên phía của Nozim. Và tình huống xử lý đến từ Showmaker thì anh ta có quyền tốc biến bỏ chạy. Nhưng anh ta nhận ra là thời điểm này V của Kennen đã có 4 gì sát thần, lượng sát thương được đảm bảo. Nên anh ta quyết định đầu tư nổ hoa 3 người để tạo tiền đề cho Kennen với những tình huống đấm tay.
và Cannon đã có được cho mình cú double kill trong tình huống giao tranh vừa rồi. Giống nguyên tố thì tất nhiên là tình huống giao tranh thắng thì họ sẽ có được nó một cách dễ dàng mà thôi. Và xạ thủ của NoSim thậm chí đã mất thêm một phép bổ trợ tốc biến trong một pha cố dưỡng chơi nhây với Dev. Dev đã có một tình huống xử lý cái gói chất nổ rất là hay để anh ta vừa gây sát thương đối phương, hất đối phương để ra, còn để anh ta về vị trí rất là an toàn và không mất tốc biến nữa. Sát tường rồi, bế đi. Có CV đứng đợi sẵn mà cái góc nó không đẹp lắm, CV đứng ở phía dưới. Và anh ta không thể nào tiếp cận được ở phía trên tại vì anh ta cũng không còn chiêu cuối nữa. Và nỗ lực gỡ mạng lại cánh trên của bên phía NoSim cũng thất bại. Họ vẫn đang bị dẫn trước khá là nhiều, 4.000 chênh lệch rồi. Mà bên phía của DK với con Zig này thì thật ra những cái trụ mềm này của bên phía NoSim sẽ mất rất là nhanh sắp tới. Vâng, đúng là như vậy. Và đó là một góc chiêu cuối không thực sự quá đẹp tới từ DNDN để kết hợp chung với CLV. Siêu bom địa ngục được thải thẳng vào đến từ Dev, vừa dọn lính vừa cấu rỉa và mặt nạ thống khổ đã có thì lượng sát thương của nó không hề nhỏ tại thời điểm này. Với tình huống đổi chiêu cuối vừa rồi, DNDN đã phải di chuyển về và không còn chiêu cuối, còn lại nửa cây máu. Kana có dịch chuyển, có sứ giả thứ hai thì không khác nào đồ trong túi cho bên phía của DK. Ba lớp giáp trụ ở đường giữa, hai ở đường dưới và hình như là khoảng chừng ba ở đường trên nữa. Rồi đó là một cái lượng lớp giáp trụ rất là nhiều, 9 lớp giáp trụ cho 4.000 tiền rồi. Mặc dù tranh mạng thì là 5-2 nhưng mà tranh tiền là rất lớn trên phía Diplodocia và gần như các đường của họ đều đang có lợi thế cho đối phương. Chịu, khó chịu thật sự. Ở không ăn lính cũng không được khi mà cứ bị câu máu liên tục, và khi mà con Zig nó bắt đầu có đồ rồi nó không cần phải có hỗ trợ đi chung. Cho nên là Bible có thể di chuyển, anh ta kéo luôn cả Peter phải di chuyển đi theo. Nhưng mà nãy giờ bởi vì là bên phía của NoSim thi đấu bị động hơn một tí, họ bắt được Showmaker đầu tư cái tốc biến, Showmaker chạy ngược về phía sau. Anh ta đang cố gắng ảo diệu nhưng mà anh ta nổ hoa đã nằm xuống trước khi nổ hoa được kích hoạt thành công. Ít nhất là anh ta cũng lấy thêm một cái đồng hồ ngưng động đến từ Fiesta trong pha vừa rồi. Đường giữa của NoSim cũng tỏ ra hơi rén một chút trong tình huống mà anh ta bị nhận cái lượng sát thương tới từ nổ hoa. Nên quyết định đến từ bên phía Diplodocia, bỏ sứ giả rồi. Showmaker nằm xuống mất chiêu cuối, không có dịch chuyển, bắt buộc phải bỏ sứ giả. Nhưng trước đó lợi thế về mặt công trình có cho bên phía Diplodocia là không hề ít nha. Tình huống mà DNDN bị đẩy lui đã khiến cho Kana có chung một toàn bản đồ với một con Jack đầy lẻ. Có một mà hạ gục, đứng dưới thì khoảng trống có dành cho Dev, anh ta có luôn trụ một đứng dưới đối phương. Và trụ một đứng giữa của NoSim thì nó cũng không còn nhiều máu sau cuộc tới từ sứ giả đầu tiên nữa. Đúp là xong. Dev đi ra dọn một phát là xong, với ba trụ một có sớm trước phút 20 thì đó chắc chắn là một lợi thế rất là lớn về mặt tầm nhìn dành cho bên phía Diplos kìa. Pha này so với cơ anh ta hình như là cũng đang window shopping thì phải, lượng con mắt nó cắm xuống mà. Anh ta đứng ngoài bụi thì phải, anh ta không thấy được cái con mắt đó. Mà anh ta nằm xuống khiến cho bên phía của DK mất đi khả năng cạnh tranh con sứ giả. Nhưng mà họ vẫn lời quá trời nhiều, tại vì họ vừa rồi lấy thêm cái tốc biến nữa. Bible ác vậy, lên lấy cái tốc biến của DNDN luôn. Dev thì vẫn còn tốc biến, nhưng đó là cú dịch chuyển vòng sau tới từ Annie của Fiesta. Dev còn tốc biến nha, anh ta đang đứng chung với đồng đội của mình. Pha combo không thành công, Dev đã thoát đi được nhưng đồng đội của anh ta là Kenyan thì không thoát được. Bible đang phải rút lui, Kana đang tới tìm kiếm mục tiêu của mình, bắt được Jiwoo và dù không kịp ua gì cả nhưng Kana cũng đang kẹt lại trước vòng vây ba thành viên đối phương. Bible lao vào để hỗ trợ, Bible sẽ nằm xuống để cho Kana được sống. Một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc của hỗ trợ bên phía DK. Vừa rồi thì Showmaker quyết định là để khu vực đường dưới chứ không phải là giao tranh khu vực đường giữa chung với đồng đội, và đồng đội của anh ta đã bị một nhịp tấn công hơn người của NoSim gây khó. Nhưng đây là tình huống mà Showmaker có thể được chuyển trở lại với một cái đài tên lửa Hextech cùng với chiêu cuối sẵn sàng để xem là con sứ giả này nó sẽ chưa đủ sát thương với một cú hook để lấy trụ một đường giữa bên phía của Diplodocia. Nó vẫn là một điểm tựa rất là tốt dành cho Dev trong ván thi đấu này để phòng ngự liên tục với con Zig này. Nỗ lực cũng rất đáng khen ngợi của NoSim khi mà họ đang liên tục có được những điểm hạ gục để thu ngắn khoảng cách về tiền mà họ đang phải chịu. Họ dịch chuyển chủ động hơn so với lại bên phía của DK. Và Peter cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Mặc dù vậy thì một cái mục tiêu mà họ cần phải dứt điểm là Dev, người đang cầm rất nhiều tài nguyên của DK, thì anh ta phản xạ cũng rất là nhanh với cái tốc biến của mình, cho nên là phải gỡ gạt lại bằng hai mạng là rừng hỗ trợ mà thôi. Đó là tình huống Dev đã thảy chu cuối để dọn lính, vì vậy lượng sát thương đến từ bên phía Diplodocia trong pha tranh vừa rồi cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó. Kana đã gỡ được một mạng của Jihu nhưng sau đó là một tình huống Bible bắt buộc phải hy sinh để giúp Kana rút lui. Tổng cách về tiền thì vẫn đang nghiêng cho bên phía Diplodocia, đó khoảng chừng 4.000 tiền với lợi thế về trụ hiện tại họ đang có và đang có một tiếng đứng cao khu đường trên. Hai chiêu cuối được bung vào đầu của Viesta và anh ta không kịp ú ở gì cả, bởi vì trên người anh ta cũng chẳng còn gì. Gấu không có, tốc biến không có, đồng hồ cũng không có cái gì cả. Và điểm hạ gục này sẽ giúp cho bên phía của DK bây giờ họ sẽ giữ áp lực ở đường trên, và sau đó là ở khu vực đường giữa Jibu sẽ phải tiếp tục cố gắng phòng ngự trước áp lực của Dev. Một cái trụ không còn nhiều máu và nếu như để cho Dev tiếp cận được với một gói chất nổ thì khả năng cao là bên phía của NoSim sẽ không thể nào giữ nổi cái trụ này. Nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát rồng của họ ở những con rồng nguyên tố phía sau. Đây, tình huống này thì với pha di chuyển của Cannon và cả Bible áp lực là quá lớn. Ba trụ dành cho bên phía của Diplodocia sau khoảng chừng 17 phút và họ có một tổng cách biệt về tiền là con số khoảng chừng 5.000 tiền tại thời điểm này. Một cách biệt không hề nhỏ trước phút 20 và lượng trang bị đến từ đối bên phía của NoSim tại thời điểm này thì lại chưa có nhiều kháng phép. Họ bắt đầu manh nha lên kháng phép rồi, họ biết rằng lúc này đội hình đối phương đang có Dev cùng với Showmaker là quá nhiều sát thương phép.
Với những gì đang diễn ra thì nếu như bên phía của DK có thể thắng lợi ở ván đấu này, rất nhiều khả năng Bible sẽ có được cái BLG. Còn Leona của ta KDA cũng nhìn ác chiến nhất đội hình luôn. KDA của ta là 2-1-3. Anh ta đi chung với người chơi đi rừng của mình là Cannon và tạo ra áp lực rất là lớn lại cánh trên. Và đây là tình huống mà họ quyết định bỏ dòng 2 của Nông Sim. Hợp lý. Để tấn công lên cánh trên để gỡ trụ. Và đây là tình huống mà DNDN đang phòng ngự khu đứng giữa. Còn cánh trên thì Showmaker đang đẩy Peter vòng ra phía sau với định mở. Nhưng DK cũng rất là tỉnh táo, họ chấp nhận hy sinh con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu là rồng 2 cho Nông Sim để hướng tới lượng tiền ngay lập tức tới từ trụ 2 đường trên. Họ tự tin rằng đây mới chỉ là con rồng nguyên tố thứ 3 của ván đấu và con hai con rồng đầu tiên thì đã chia đều rồi. Khỏe. Cực kỳ khỏe, đúng là chuyên gia chất nổ, phá công trình thôi, quăng cái R vào đường giữa để phá lính. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của Dev và DK. Dev khoảng thời gian vừa qua có xem PUBG của Ghost 2020 không, đánh nét thật sự. Con Zeke đã làm rất là nhiều thứ ở trong ván thi đấu này, đi đường thắng, có trụ đường dưới, hỗ trợ đẩy trụ khu đường giữa. Và vừa rồi thì tình huống làm mềm trụ tới từ Showmaker cũng đã tạo ra tiền đề để Dev có thể mang lại thêm một trụ nữa, trụ thứ tư cho bên phía Diplodocus trong ván thi đấu này. Và chấp nhận mất một con rồng mà họ cũng gỡ được nhiều đây tiền thì chắc chắn là lượng tiền mang ra đến từ đối với phía Diplodocus nó sẽ là vượt trội hoàn toàn so với Nông Sim. Chúng ta đang được chứng kiến là bên phía của DK họ bắt đầu thể hiện một cái gương mặt. Ở trong ngày thi đấu hôm nay thì ở ván đấu thứ hai thì cái bài toán macro đang được bên phía của DK triển khai rất là tốt. Tại vì lâu lắm rồi chúng ta không có một cái meta mà hỗ trợ đảo đường liên tục như thế này và đánh con giết đường dưới. Cho nên là cái việc vận hành nó tốt ngay lập tức cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng cái cách mà DK đang vận hành, tức là trong khoảng thời gian vừa qua họ train rất kỹ và rất thành công với cái đội hình này. Chỉ là phong độ của họ trong những trận đấu lớn nó sẽ như thế nào mà thôi. Với những đội tuyển như Nông Sim thì đang là một ván đấu khá là thuận lợi trong phía Diplodocus trong việc triển khai cái đồ chiến thuật của họ với đội hình Zeke tự chơi, Leona Ramming của mình. Và những lợi thế ở khu cánh trên có dành cho Kana trong ván thi đấu này nó không hề nhỏ. Đây là một con Jack, còn một chút xíu thời gian nữa thôi anh ta sẽ có được đồ 2 của mình là dìu đen. Và ngưỡng dìu đen cùng với búa dìu thì cánh đẩy lẻ của Kana với DNDN chắc chắn sẽ là một cánh có lợi cho phía Diplodocus. Và họ có thể vận hành đội hình này thêm một khoảng thời gian nữa để chờ đón những mục tiêu lớn như là dòng nguyên tố thứ tư hay là Baron xuất hiện. Các bạn thấy vừa rồi là Dev chỉ cần thả trúng một quy thôi là nhìn Ryu cũng kiểu như ngắt ngoải, dính thêm cả cái thiên thạch bồi thêm vào đầu nữa, cho nên rất là mệt mỏi về cái khả năng cấu máu đến từ con Zeke này. Giờ đây thì bên phía của DK họ đang lấy hết tài nguyên của đối phương, bù xanh mà Zeke có và bên phía bên kia thì bên phía của Nông Sim không có được. Và cứ liên tục là những tình huống cấu máu như vậy từ Dev. Bây giờ mà Ryu đi ra đường á là chuẩn bị ăn cái siêu bom địa ngục đó. Và Bible cùng với Cannon đang di chuyển chung với nhau liên tục trong khoảng thời gian vừa qua. Họ giải rất nhiều tầm nhìn quanh khu búa xanh của Nông Sim Red Frost. Fiesta không có đồng hồ, tốc biến chiêu cuối còn. Nhưng đây là tình huống tấn công với bộ 3 Cannon, Bible cùng với Kana có rất nhiều khống chế. Có vẻ như Fiesta cũng đã biết rằng mình đang là mục tiêu bị nhắm tới bởi các thành viên phía của Diplodocus. Anh ta giật về farm an toàn. Còn cánh trên thì Showmaker cũng sẽ đánh an toàn tương tự như Fiesta mà thôi. Không có mục tiêu lớn để cạnh tranh, cả hai đang thi nhau đẩy đường. Và Dev với bùa xanh dưới chân thì anh ta liên tục có những pha đẩy đường rất áp lực. Đây là tình huống mà có ý định băng trụ của Nông Sim nhắm tới Showmaker. Nhưng để ý một chút thì vẫn còn dịch chuyển của Kana nha. Và Showmaker liên tục thả cái phân hình của mình vào cái bụi cỏ chặt ba bên phía cảnh để lấy thông tin. Và Nông Sim không thể nào có được sự bất ngờ khi tấn công vào anh ta. Và nếu như bạn không làm được một pha bất ngờ thì cú nở hoa được kích hoạt ở trong trụ sẽ khiến cho Nông Sim mất nhiều hơn là được nếu như họ quyết định băng trụ. DK đang đánh khá là chậm, tại vì thực ra họ cũng không cần phải đánh nhanh, họ vẫn đang chờ đợi cái ngưỡng sức mạnh tiếp theo của Dev là cái quyền trưởng của ta đang tích. Và tôi nghĩ là Dev đang cầm một lượng tiền lớn, anh ta đang có một chỉ số farm rất tốt theo thời gian nha, mặc dù cầm Zeke là một chiếc tướng cần phải đánh thủ hòa nhưng anh ta thắng đường và có một chỉ số farm vượt trội hoàn toàn so với Ryu phía bên kia. Và anh ta có dịch chuyển nên là nếu như cần về nhà giải phóng lượng tiền ngay lập tức thì anh ta vẫn sẽ có thể có áp lực trong việc đẩy đường trước về nhà dịch chuyển trở lại với lựa trang bị nhỉnh hơn. Anh ta đã có được quyền trượng hơn 200 số rồi. Và việc tấn công vào một con Zeke tuyến sau thì đội hình này phía Nông Sim sẽ hơi khó để tiếp cận, trừ khi DNDN có những pha bọc sau một cách hiệu quả. Rất là khó chịu. Đấy. Đây là Dev còn chưa xài tiền, chứ nếu mà Dev xài tiền rồi là tự nhiên Zhu sẽ mất khoảng chừng 50% máu. Và cái quyền trượng của Dev mà hoàn thành xong nữa thì cái sát thương ta gây ra còn được nhiều hơn nữa với những gì mà DK đang có. Giờ đây thì DK đang đẩy được bên phía Nông Sim về phía những cái trụ hai. Khi đó thì cái đường ra rồng của Nông Sim nó sẽ rất là khó khăn. DK chuẩn bị chạy ra rồng để setup. Họ sẽ không ăn Baron được tại vì đội hình này của bên phía DK ăn Baron rất là chậm. Vâng, đúng là như vậy. Họ có hai pháp sư trong đội hình là Nico cùng với Zeke là những chất tướng ăn Baron tương đối chậm. Pha này thì Dev đã nhấn luôn cú dịch chuyển trở lại với một con Zeke đã hoàn thành xong cho mình hai trang bị lớn cùng với đá hắc hóa. Và đây là pha Showmaker bị nhắm tới bởi bộ ba phía Nông Sim, anh ta vừa mất tốc biến để giữ mạng của mình. Trong khoảng thời gian trống đó thì Bible đã về nhà sạc lại mắt.
lượng mắt mà họ có ở tại khung cánh trên đang là tương đối lớn. Và bên phía của Nông Sim thì bộ ba này vẫn đang tiếp tục khoét sâu vào cánh của Showmaker. Còn ở cánh dưới thì bên phía của D+G cũng đang có những nhịp đẩy. Họ chỉ đẩy đến tầm trụ 2, sau đó giật về và áp lực ngược trở lại cánh trên. Ba thành viên bên phía Nông Sim liệu rằng có về được hay không đây? Dịch chuyển được dùng đến Kana. Và Sylvie mất máu khá nhiều, Bible đã vào vị trí. Gấu đã bị né rồi, Canyon đã tốc biến rất nhanh. Kana cũng đã vào vị trí để có thể chặn đường. Sylvie đã tốc biến bỏ chạy, Kana vẫn đang đu theo. Phía bên này Dev gặp một chút xíu nguy hiểm, nhưng đó chỉ là Peter mà thôi, không có sát thương. DK đã hạ gục được người đi rừng của đối phương, tức là Baron sẽ là miễn phí. Khi mà Fiesta cũng đã nằm xuống luôn, không còn mối đe dọa nào nữa cho việc ăn Baron của DK. Một pha chơi nhây ở khu vực cánh trên đến từ bộ ba bên phía của Notion Red Force, và thời gian họ chơi nhây đã tạo ra một tình huống phản công nhanh đến từ bên phía D+GA. Trước đó thì Bible đã để lại rất nhiều mắt trong phần rừng bùa đỏ của Notion. Và chỉ cần Kana nhấn một cú dịch chuyển vòng ra phía sau bộ ba bên phía của Notion thì ngay lập tức đó là hai người nằm xuống, trong đó có người chơi đi rừng. Và với con Baron đầu tiên của ván thi đấu này thì việc triển khai đội hình sang cái con dịch của Dev sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Siêu bom được dùng để check tầm nhìn vì Dev không có tầm nhìn cụ thể, nhưng anh ta phát hiện ra máu của rồng còn khá nhiều. Chỉ là tầm nhìn đã không có nên họ có lẽ sẽ tiếp tục buông bỏ một con rồng để áp lực với Baron. Vừa kịp, bên phía của Nông Sim ăn vừa kịp, nếu như họ chậm khoảng một giây nữa thôi thì Canyon đã vào vị trí rồi. Phía bên này thì với bùa lợi Baron và sát thương của Zeke, một cái đúp nữa thảy ra là xong. Một cái trụ nữa dưới tay của Dev. Và đấu mà Dev đã ăn được tổng cộng đó là 4 trụ, trừ trụ 1 đứng trên thì anh ta không tham gia, còn lại những trụ cánh dưới và trụ 2 đứng trên thì anh ta đều có được lượng sát thương gây ra dứt điểm. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình huống này. Một tình huống chơi nhây đến từ bộ ba phía Nông Sim với định bắt Showmaker, nhưng Showmaker đã đánh rất là tỉnh táo với những tình huống tốc biến để giữ máu. Và Cannon cũng vậy, Cannon di chuyển check bụi bằng con mắt kiểm soát. Và để rồi Selvi là người nằm xuống đầu tiên cho phao tranh này, bỏ lại phía sau là Fiesta. Những ma hạ gục kéo theo đó những mục tiêu lớn thuộc về phía D+GA. Họ có thể chấp nhận bỏ qua ba con rồng trong ván thi đấu này để hướng tới một lợi thế rõ ràng là nhìn hơn hoàn toàn về mặt trang bị. Bây giờ thì với những cái lợi thế từ bộ lợi Baron thì thực ra DK cũng cần phải dứt điểm cái ván đấu này. Thôi thật ra vẫn sớm, tôi đang tính nói là dứt điểm sớm một tí, nhưng mà nhìn vào cái đội hình của bên phía Nông Sim á, cái áp lực ở giai đoạn sau nó không phải là quá nhiều. Peter cố gắng tiếp cận vào Dev, Dev vẫn còn tốc biến và anh ta di chuyển cũng khá là nhanh. Bùa lợi Baron sẽ được kích hoạt vào cái trụ hai đường dưới của Nông Sim. Và Peter trong những tình huống di chuyển kiểm soát tầm nhìn, anh ta cũng đang bị cấu rỉa ngược trở lại bởi một con dịch ba trang bị lớn của Dev, đã có trượng hư vô đến từ cả hai pháp sư bên phía D+GA. Và qua đó thì lượng kháng phép được bổ sung đến từ bên phía Nông Sim vừa rồi có lẽ cũng sẽ chưa thực sự đủ để chống lại một lượng sức phép lớn đến như vậy. Kana tiếp tục đẩy cánh với một áp lực tới từ một con Jack đã có đồng hồ, và đồ tiếp theo mà anh ta hướng tới có thể là móng vuốt Sterak, hoặc là nếu như anh ta xác định là không giao tranh thì có thể hướng tới búa tiến công. Và áp lực với Baron thì vẫn còn rất nhiều đến từ phía D+GA. Họ còn khoảng chừng một phút hơn đến từ Baron để tiếp tục đẩy. Trụ ngoài cuối cùng của đối phương là trụ hai khu đường dưới đang bị nhắm tới. Nông Sim phải đưa ra một quyết định và họ đang dồn người lên 1, 2, 3 người. Họ nhắm vào Kana, Kana không còn tốc biến, người ta bấm đồng hồ rất sớm. Sớm rồi. DK sẽ tấn công vào các đường còn lại. Gấu đã được hạ khu vực cánh trên, Kana nhảy ra phía sau, cố gắng câu thêm một chút xíu thời gian. Và mạng của Kana sẽ phải được trả lại bằng mạng của DNDN ở phía dưới. Người ta vẫn kịp tốc biến đi, nhưng có siêu bom địa ngục chặn đường xoắn trói thành công. Và một mạng hạ gục nữa rơi vào tay của Bible. 3-1-3 KDA, đẹp nhất đội cho hỗ trợ của DK. Như vậy là Kana nằm xuống chắc chắn là vui lòng nhắm mắt thôi, tại vì một mạng này đổi lấy một mạng và sau đó có được đường dưới nữa thì siêu lời. Tình huống nằm xuống của Kana thì đúng là anh ta sẽ không để mất gì quá nhiều cả. Alistar bị bắt lại. Có bất quất, hút được một người về nhưng mà có đồng hồ. Bible đánh cũng khá là chắc, anh ta vẫn đang cố gắng đi bộ ra xoắn trói hỗ trợ thành công. Bible vẫn đang đi bộ về nhưng một chấm máu còn lại không đủ để anh ta sống, mà dù có được điểm hạ gục. Nhưng trước đó thì D+GA cũng đã có thứ mình muốn, đó chính là một nhà lính ở khu vực đường dưới của đối phương. Ở trước đó thì họ tấn công ăn được trụ 2 sau tình huống băng trụ thành công DNDN. Và những lợi thế đang được gây dựng đã giúp cho bên phía của D+GA có cách biệt 10.000 tiền tại thời điểm này. Một cách biệt mà rõ ràng là đội bên phía của Nông Sim Red Force sẽ rất khó để giao tranh trực diện 5v5. Chưa kể D+GA cũng đang xé lẻ đội hình của mình ra để đẩy ở nhiều cánh khác nhau. Và với lợi thế về mặt công trình trên tòa bản đồ nữa, lúc này đã là 7 trụ rồi. Thì rõ ràng là một thế trận quá khó khăn cho bên phía của Nông Sim khi họ chưa ăn được bất kỳ trụ nào của đối phương, lại có đánh nhau thì phải. Canyon bung luôn cả tà xung hộ đột, có siêu bom địa ngục. Người ăn mạng là Dev, mạng đầu tiên của Dev ở trong ván đấu này. Nhưng Canyon chấp 3 thì hơi khó, bấm đồng hồ kêu gọi đồng đội. Đồng đội cố gắng chạy tới nhưng mà không kịp rồi, 4 người cùng đánh, Canyon sẽ phải trả giá. Đây sẽ là một bước lùi tương đối dành cho bên phía của DK, nhưng may mắn cho họ là lúc này không có bất kỳ mục tiêu nào trên bản đồ. Nãy giờ thì Jihu đã phần nào đó trở lại với hai ma hạ gục của Bible cùng với Canyon, những người thi đấu xông xáo nhất trong đội phía D+GA ở trong ván thi đấu này. Và để xem hai mạng này sẽ giúp cho Jihu như thế nào trong việc tiếp cận đến món trang bị thứ ba, anh ta rất cần cái huyết kiếm trước khả năng cấu rỉa tới Dev trong khoảng thời gian vừa qua. Nhưng đúng là ở một cái thế trận mà thua tới 7 trụ thì rất khó để bên phía Nông Sim có thể tiến ra các mục tiêu lớn như là rồng nguyên tố phía sau để kích hoạt linh hồn rồng, hay là việc cạnh tranh Baron với phía của DK.
chúng ta sẽ được xem lại pha Kenyon. Nói chung là họ đang rất là tự tin, đấm quy hụt, sau đó bung luôn R để có thể dứt điểm siêu vi với sự hỗ trợ của Def. Sau đó thì Kenyon phải nằm xuống trong trường đối phương. Đánh như vậy cũng hơi láo, nhưng mà chắc là do hơn 10.000 tiền thì tự tin. Vâng, và vừa rồi thì Def cũng đã có một tiếng hỗ trợ từ xa với cái siêu bom địa ngục, và anh ta chính là người có được mạng hạ gục tới từ người chơi rừng đối phương. Một tình huống trao đổi mạng diễn ra đến từ cả hai bên, không có mất mát nào vào mục tiêu lớn cả. Và thế đẩy của bên phía D plus GA thì nó vẫn sẽ được duy trì ở cả ba khu vực đường. Nông Sim đang muốn đẩy thẳng xuống khu vực đường dưới với sự hiện đến từ cả năm thành viên. Nhưng rõ ràng cái trụ này nếu như họ muốn ăn thì sẽ phải mất rất là nhiều thời gian, và cái cánh trên của họ sẽ bị khai thác liên tục bởi tình huống đẩy lẻ đến từ Kana hay đường giữa là Zik của Def với những pha đẩy bằng những tình huống đẩy bom. Một con Zik ba trang bị giữa thời điểm này dọn lính rất là nhanh rồi. Cái lượng chênh lệch về tài nguyên giữa Def với lại Jibu là rất lớn. Đây là một cái ván đấu nó cũng khá là lạ, mặc dù đúng cái bài đây là bài đánh con Zik cánh yếu, nhưng mà thực ra với những gì mà Def đang thể hiện, và đặc biệt là cái khả năng thắng đường mà Bible đã, trước khi Bible rời đi, thì cái di sản để lại cho Def là rất là nhiều rồi. Cho nên là thực ra Def không phải là cánh yếu, mà thực ra Def đang là người cầm nhiều tài nguyên nhất của DK. Anh ta gây một lượng sát thương cực lớn, và con Zik này với lượng đồ này thì những đòn đánh tay thôi phá trụ nó cũng đã đau rồi, chứ đừng nói những cái đúp nữa. Ăn xong con rồng này về còn nhà không? Còn nhà để về không đây? Ít nhất sẽ là 3 mega cho bên phía D plus GA trong tình huống ăn rồng này. Nông Sim mất rất là nhiều thời gian và chỉ cho rồng ăn được nha. Kenyon lao vào, anh ta không cướp được rồng, anh ta đang gặp nguy hiểm, anh ta bắt buộc phải tốc biến để tránh việc bị hạ gục. Trong khi đó ở căn cứ thì Peter và DNDN là những người phòng ngự, nhưng mà họ không có sát thương nha. Đây là hai con tướng chống chịu, nhưng sát thương đến từ DK là khá nhiều. Pha tốc biến vẫn kịp, Peter còn một chấm máu, anh ta gây rất nhiều CC. DK cần phải phá trụ trước khi mà họ bị trụ bắn hạ gục, và họ chỉ có được một trụ mà thôi. Kana sẽ phải lui ra, trong khi đó Def vẫn đang phá nhà lính, phá trụ liên tục. Anh ta không còn tài nguyên nữa, anh ta đã nằm xuống sau tình huống mà đối phương quay về phòng ngự thành công. Kana còn khoảng chừng 200 máu chạy về đường và không thể end game được, nhưng lấy được toàn bộ công trình ngoại trừ nhà chính của Nông Sim. Baron cho bên phía của Nông Sim chăng? Đây sẽ là tình huống di chuyển ra để ăn nhanh qua Baron trước khi đối phương hồi sinh lại. Và Nông Sim vẫn sẽ có Baron để phòng ngự, nhưng mà nhà chính của họ lúc này chỉ còn một cái nhà chính mà thôi. 11 trụ của Nông Sim đều đã bị bóc rỡ sau khoảng chừng hơn 20 phút vừa qua, gần 30 phút. Họ có linh hồn rồng cùng với Baron để phòng ngự trong pha này. Ít nhất thì đây cũng là một cái cơ hội để cho bên phía của Nông Sim cố gắng chờ đợi. Chờ đợi cho những cái nhà lính của mình hồi lại. Nhà lính đường dưới sẽ là hồi lại đầu tiên khoảng chừng 1 phút nữa mà thôi. Thì họ sẽ phải phòng ngự trước những đợt đẩy của DK sắp tới. DK xác định là đội hình của họ giao tranh cũng không chắc là có ổn hay không, nên là họ quyết định là thôi để Kenyon ở lại giữ chân đối phương lại và cạnh tranh rồng, và sau đó thì họ sẽ cố gắng kết thúc ván đấu. Mặc dù là tình huống kết thúc ván đấu không thành công, nhưng mà lượng công trình mà họ có được là rất lớn tại thời điểm này. Và con Baron này chắc chắn là con Baron bên phía của Nông Sim sẽ cần phải dùng để phòng ngự, vì ba đường lính siêu cấp cùng đẩy thì mặc dù bạn có Baron thật đấy, nhưng việc áp lực đường cánh với những cú dịch chuyển, đội hình bên phía của DK có tới ba dịch chuyển nha, thì nó sẽ là một áp lực rất là lớn cho bên phía của Nông Sim. Còn đây là một tình huống replay cho thấy lý do vì sao Kenyon phải lên bàn đếm số cho những nỗ lực giữ chân đối phương lại là giữ cực kỳ lâu. Anh ta hy sinh mạng của mình để có thể giữ cả siêu vi ẩn Ju lại trong tình huống mà đồng đội của mình tấn công vào căn cứ của đối phương. Kenyon đang lòn lòn xuống khu cánh dưới, cái nhà lính chuẩn bị hồi lại, và ngay lập tức Kenyon có mặt đấm trước vào người của Peter vài nhịp trước đã. Showmaker cũng đang có mặt ở đây, và chắc chắn là Def liên tục thả bom. Lượng máu Peter đã hết rồi, anh ta bắt buộc phải bật bất khuất. Nhưng mà bất khuất xong thì vẫn còn một cái nhà lính trơ trọi, không có ai bảo vệ cả. Vừa hiện ra thì lại bị phá. Quá khó cho Peter. Ba đường lính siêu cấp đang đẩy vào đến từ bên phía của D plus GA, và Baron có, nhưng mà bên phía của Nông Sim vẫn đang thực sự cảm thấy rất khó khăn với ba đợt lính thiên vương trùy như thế này. Họ sẽ phải nỗ lực phòng ngự bằng tất cả mọi thứ mà họ có. Còn Def thì cứ đứng phía bên ngoài để có thể liên tục ném bom vào, nhưng mà Def không có tốc biến nha. Nếu như bên phía của Nông Sim mở được, nhưng vừa rồi con gấu nó không có nhiều tác dụng lắm. Con gấu chắc là thả đại để cô giải quyết bớt lính. May là có bùa lợi Baron. Cảnh Def nhà nhìn rất là khổ của Nông Sim. Họ tấn công vào Kana cánh trên, nhưng Kana kích hoạt phản công để có thể tạo thời gian, tạo khoảng cách bản thân mình để lui ra. Siêu bom địa ngục lại được thả vào một lần nữa. Bùa lợi Baron đang có rất nhiều giá trị dành cho Nông Sim, khi họ đang liên tục giữ các đợt lính siêu cấp của DK ở phía ngoài, vẫn chưa chạm được vào nhà chính. Tôi nghĩ là bên phía Deep Lurker cũng đánh chậm thôi, họ cũng không gì phải vội cả. Baron thì nó sẽ có thời gian tồn tại nhất định, và khi đối phương hết Baron thì những cái đợt thiên vương trùy của họ vẫn còn, và cần thì ra ăn rồng ngàn tuổi sau đó kết thúc ván đấu cũng không phải là quá muộn, bởi vì họ chấp nhận để đối phương ăn linh hồn rồng sớm cũng là có lý do. Nó sẽ xuất hiện linh hồn rồng ngàn tuổi sớm hơn dành cho bên phía Deep Lurker. Với ba đường lính siêu cấp như thế này thì việc tiến ra rồng đối với Nông Sim là quá khó khăn, và đặc biệt là Nông Sim sẽ phải cố gắng đảm bảo rằng trong căn cứ của mình không có mắt của đối phương, để tránh việc có những pha dịch chuyển phá nhà đến từ bên phía của DK. Kana vẫn còn cái dịch chuyển, do đó họ đang phải dùng máy quét rải mắt kiểm soát hết các đường vào nhà của mình.
cũng có một điểm hay cho phía Nông Sim là họ đã kéo ngắn cái chênh lệch về tiền xuống một con số nó an toàn rất là nhiều so với ngưỡng 10.000 tiền trước đó. Nhưng đúng là về mặt thế trận thì việc dẫn trước quá nhiều về mặt công trình vẫn đang khiến cho bên phía Diplotia có những pha macro thoáng tay hơn. Họ vừa về nhà bổ sung trang bị với mũ phù thủy trên cầu đép, và sau đó thì họ sẽ chờ con rồng ngàn tuổi xuất hiện sau khoảng chừng ít giây nữa, hoặc là liệu rằng họ có thể bắt lẻ một ai đó để kết thúc ván đấu luôn hay không đây, khi các đường bên phía của Nông Sim đều đã bị lộ vị trí như thế này. Nông Sim thì phải bằng mọi giá bây giờ cũng phải từ từ tiến từng bước một về phía khu vực hang rồng. Đã có dịch chuyển luôn, Kana dịch chuyển thẳng lên cánh trên để giữ áp lực, và tôi nghĩ rằng bên phía của DK có thể chơi một cái bài là 1-4 luôn. Họ xác định là 4 người ở khu vực hang rồng và bắt buộc Nông Sim sẽ phải, tại vì 1-1 thì DNDN đánh không lại. Nếu như có người thứ hai phòng ngự chung với DNDN thì chắc chắn là con rồng ngàn tuổi sẽ là mục tiêu bên phía của Nông Sim rất khó để có thể cạnh tranh. Pha di chuyển vào cắm mắt tới từ Bible. Đợt lính thiên vương trì khu vực đứng dưới là một vấn đề đối với PSTAR hay là cả COV cũng tự tự là như vậy. Đứng trên thì DNDN đang cố gắng phòng ngự hết Baron rồi. Hết Baron tức là những đợt lính siêu cấp của VDK sẽ dễ dàng tiến vào căn cứ của đối phương hơn. Def, Def không có tốc biến, Def chạy khá là nhanh. Sau đó Ken dành tới siêu bom địa ngục thả vào PSTAR đi luôn. Kỹ năng của Def vẫn rất là đỉnh. Đánh như boy on chăm dích vậy, cái W vừa rồi rất khéo ngay cái thời điểm đối phương tốc biến trời tipper thì anh ta có một pha W giật về cực kỳ hay và lợi thế về người cho Diplotia để kết thúc ván đấu mà không cần tới dòng ngàn tuổi. Hơn người thì làm sao họ có thể thu được pha này. Bất khuất đã được bật để Peter có thể tạo thêm một chút siêu áp lực, nhưng chẳng có áp lực nào để có thể ngăn chặn DK ăn thêm một cái nhà lính ở khu vực đường giữa cả. Còn Kana đã bắt đầu tiến thẳng vào khu vực nhà chính. Jiwoo lao thẳng lên, nhưng trước mặt anh ta là lính siêu cấp, anh ta bị dính một quả đớp. Peter lao lên dùng luôn thiêu đốt, bung luôn cả bão tố nổi dậy, nhưng Jiwoo bất lực, anh ta đã gục ngã và thắng lợi 2-0 đã có cho DK. Một tiền đề tốt để họ cạnh tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng với Hang Glide Sport. Một trận thắng với tỷ số 2-0 và một chiến thuật được họ đề ra từ ban đầu đã được vận hành một cách vô cùng hiệu quả với những nhân sự hiện tại, với khả năng đi đường đến từ Bible và Dev, với những khả năng ramming tới từ bể tướng hỗ trợ mở giao tranh của Bible, cùng với một phong độ ổn của Kana tại thời điểm này đã giúp cho Diplosia có được chiến thắng 2-0 trong ngày thi đấu này. Một ngày thi đấu mà DK đã khẳng định rằng meta này có vẻ như sẽ là meta của họ nếu như họ thực sự có được sự ổn định khi đối mặt với các đội nhóm trên. Đây vẫn là điều mà DK cần phải thể hiện ở tại các mùa giải gần đây. Họ thắng các đội phía dưới nhưng thất bại trong việc có được điểm trước các đội nhóm trên. Nhưng sự tự tin chắc chắn là sẽ được đẩy lên dành cho bên phía của DK. Còn cơ hội vào playoff của Nông Sim cần phải chờ thêm một vòng đấu nữa để chính họ tự tay quyết định trong trận đấu cuối cùng của mình ở tại vòng bảng này. Ngày hôm nay thì hai trận đấu